Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Giao thông An toàn, kênh chia sẻ tất cả các vấn đề liên quan về xe cộ và giao thông. Hãy like và đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất thưa quý vị. Comment những ý kiến của quý vị ngay phía dưới quý vị nhé. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với nội dung của video ngày hôm nay. Có nên mua vé xe trên vé xe lẻ không? Sợ hãi, chen lấn, ngột ngạt để giành được tấm vé về quê ăn Tết sẽ không còn nữa vì đã có vé xe rẻ. Vậy, vé xe rẻ là gì? Vé xe rẻ có uy tín không? Để giúp các bạn có câu trả lời chính xác nhất, kênh Giao thông An toàn xin đưa ra đánh giá thực tế về trang đặt vé này. Hãy tham khảo để có thông tin chính xác nhất và quyết định xem có nên mua vé trên vé xe rẻ không nhé. Thứ nhất, vé xe rẻ có uy tín không? Để trả lời vé xe rẻ có uy tín không, trước hết chúng ta cùng xem thử vé xe rẻ là gì nhé. Ra mắt thị trường từ năm 2013, hiện tại vé xe rẻ là hệ thống cung cấp vé xe lớn nhất Việt Nam với hơn 550 hãng xe hợp tác bán vé, phủ rộng hơn 2.600 tuyến đường trong và ngoài nước. Vé xe rẻ tự hào là đơn vị đi đầu trong sự nghiệp cách mạng ngành xe khách Việt Nam, cung cấp 3 giải pháp cho khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ vận tải, bao gồm đặt vé thông minh cho khách hàng, phần mềm quản lý hiệu quả cho nhà xe DMS, Burst Management System và phần mềm hỗ trợ bán vé hiệu quả cho đại lý AMS, Agent Management System. Vé xe rẻ là website cung cấp dịch vụ đặt vé thông minh cho khách hàng bằng cách tổng hợp thông tin nhà xe và tuyến xe liên kết với công ty cổ phần vận tải vé xe rẻ để khách hàng lựa chọn và đặt mua. Sau gần 7 năm phát triển, vé xe rẻ đã cung cấp hàng triệu lượt vé cho khách hàng, nhận được nhiều phản hồi tích cực và được rất nhiều khách hàng yêu thích, nhất là khách hàng nước ngoài vào Việt Nam du lịch. Hiện nay, vé xe rẻ đang nhận được sự quan tâm và đầu tư rất lớn từ các nhà đầu tư Singapore và Nhật Bản. Dự báo trong tương lai gần, vé xe rẻ sẽ còn bùng nổ và lớn mạnh hơn nữa. Thứ hai, vé xe rẻ mang lại tiện ích gì cho bạn? Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn được hãng xe phù hợp với hành trình di chuyển của mình. Bất kể bạn ở đâu, đặt vé trong thời gian nào, bạn có thể lựa chọn chuyến, đặt chỗ ngồi theo sở thích của mình. Bạn có thể đặt vé dễ dàng thông qua nhiều hình thức, mua online, gọi điện cho tổng đài hay mua vé tại các đại lý của vé xe rẻ mà không cần mất công tới phòng vé hay nhà xe. Cung cấp cho bạn nhiều cơ hội được lựa chọn, so sánh giá cả, chất lượng từ trên 2.000 hãng xe để có thể chọn được hãng xe chất lượng hợp với giá vé thấp nhất. Bạn được quyền đưa ra đánh giá, nhận xét về chất lượng của các hãng xe, tài xế, nhân viên. Với những tiện ích vượt trội, công khai giá vé từng tuyến cũng như công bố ý kiến phản hồi của khách hàng, vé xe rẻ đang muốn đưa ra câu trả lời chân thực nhất cho mọi người biết vé xe rẻ có uy tín hay không. Thứ ba, giá vé của vé xe rẻ có cao hơn mua tại phòng vé các nhà xe không? Câu trả lời là không các bạn nhé. Vé xe rẻ cam kết giá vé luôn bằng với giá vé chính hãng, đặc biệt giá vé bán trên vé xe rẻ sẽ thấp hơn nếu bạn đặt vé vào các dịp khuyến mãi của công ty. Thứ tư, chính sách hoàn tiền cho khách hàng. Khi bạn không lên được xe đã đặt, vậy vé xe rẻ có hoàn tiền cho khách hàng không? Vé xe rẻ cam kết hoàn tiền vé cho quý khách nếu lỗi xảy ra do nhà xe cung cấp dịch vụ hoặc hoạt động của vé xe rẻ. Nhưng nếu quý khách bỏ lỡ chuyến xe vì lý do cá nhân, thì tất nhiên là vé xe rẻ sẽ không cam kết hoàn tiền vé cho quý khách. Những trường hợp hủy vé nằm trong chính sách hủy vé của vé xe rẻ sẽ được hoàn tiền dưới hình thức chuyển khoản. Thứ năm, chính sách giao vé của vé xe rẻ như thế nào? Bạn sẽ nhận được vé ngay sau khi hoàn tất thanh toán. Đối với hình thức thanh toán cốt, nhận vé trước và thanh toán tiền cho nhân viên giao nhận. Đối với hình thức thanh toán trực tuyến, sau khi hoàn thành giao dịch, vé xe rẻ xác nhận bạn đã thanh toán thành công. 5 phút sau, bạn sẽ nhận được mã xác nhận đặt chỗ trên tin nhắn điện thoại và email. Việc của bạn là lưu lại mã đặt chỗ này. Khi lên xe, trình mã cho nhà xe là được. Thứ 6, chính sách đón trả khách khi đặt vé tại vé xe rẻ. Đối với địa điểm đón khách, xe sẽ tới phòng chờ của vé xe rẻ để đón khách. Bạn có thể đến tại đây để lên xe. Nếu không ở gần phòng vé nào của vé xe rẻ, thì có thể cung cấp địa điểm lên xe trên hành trình di chuyển của mình và nhà xe sẽ qua rước bạn. Đối với địa điểm trả khách, nhà xe sẽ trả tại các địa điểm dừng đỗ an toàn theo yêu cầu của bạn. Như vậy, nếu đặt vé xe tại vé xe rẻ, thì bạn cũng được hưởng các dịch vụ y như đặt vé tại các phòng vé của nhà xe. Không những thế, khi đặt vé tại đây, bạn không phải mất công đi tới các phòng vé, chen lấn ngột ngạt tại các bến xe để tìm những hãng xe phù hợp với mình.
nếu chọn vé xe rẻ, bạn chỉ việc nằm tại nhà và truy cập vào trang đặt vé, tha hồ lựa chọn, so sánh giá và thoải mái đặt được những chỗ ngồi yêu thích. Vé xe rẻ có uy tín không? Với những phân tích và đánh giá thực tế của chúng tôi trên đây, chắc chắn bạn đã có câu trả lời cho bản thân mình về vấn đề này rồi, đúng không? Có nên mua vé xe trên vé xe rẻ không? Lời khuyên dành cho bạn là nên đặt. Đây thực sự là một dịch vụ đặt vé hiện đại đáng để bạn trải nghiệm. Để đặt vé trên vé xe rẻ, bước 1. Truy cập vào trang đặt vé vé xe rẻ trên đường link như trên màn hình. Bước 2. Tại giao diện màn hình chính, bạn nhập thông tin để tìm kiếm vé. Bước 3. Chọn nhà xe phù hợp. Vé xe rẻ sẽ đưa ra danh sách các nhà xe có hành trình di chuyển phù hợp với yêu cầu tìm kiếm của bạn. Những thông tin cung cấp bao gồm nhà xe, thời gian di chuyển, giá vé, chọn chỗ đối với các nhà xe có cho chọn chỗ. Đặc biệt, khi nhấp vào ô chính sách hủy vé, bạn sẽ thấy thêm thông tin, lịch trình, đánh giá khách hàng, hình ảnh xe và chính sách hủy vé. Đây là những thông tin quan trọng bạn nên xem xét và so sánh kỹ để chọn được xe phù hợp nhất. Bước 4. Điền thông tin theo yêu cầu. Chọn chỗ ngồi đối với xe cho chọn chỗ, chọn điểm đón, điểm dừng đỗ, nhập thông tin khách hàng. Bước 5. Chọn hình thức thanh toán và nhập mã giảm giá nếu có. Bước 6. Hoàn thành giao dịch đặt vé. Nếu bạn thanh toán trực tuyến, vé xe rẻ sẽ gửi mã đặt chỗ về email và điện thoại trong vòng 5 đến 10 phút sau khi có thông báo thanh toán thành công. Nếu thanh toán tại các cửa hàng tiện lợi hoặc bưu cục Vietteleport, sau khi thanh toán, bạn sẽ nhận được mã vé điện tử qua tin nhắn và email thay cho vé giấy để lên xe. Nếu thanh toán tại nhà xe, bạn sẽ nhận được tin nhắn báo thời hạn thanh toán vé. Khi tới thanh toán, bạn sẽ lấy vé trực tiếp tại đây. Một số câu hỏi thường gặp khi đặt vé trên vé xe rẻ. Nếu tôi làm mất vé, phải làm sao? Một bản copy của vé xe rẻ được gửi về địa chỉ email của bạn khi bạn đặt vé. Xuất trình email này cho nhà xe. Tôi không nhận được SMS vé, tôi phải làm thế nào? Trong trường hợp không nhận được SMS vé từ tổng đài, bạn có thể gọi điện trực tiếp tới tổng đài 1900 7075 để gửi yêu cầu. Tôi nhập sai số điện thoại trong lúc đặt vé online, tôi phải làm thế nào? Nếu bạn nhập sai số điện thoại trong quá trình đặt vé online, bạn có thể gọi điện trực tiếp tổng đài 1900 7075 để yêu cầu xác nhận lại số điện thoại đặt vé mới. Làm thế nào để tôi đặt vé trên vé xe rẻ? Đơn giản nhé, bạn chỉ truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả. Tất cả các chương trình khuyến mãi mới nhất của vé xe rẻ đều được tổng hợp hết tại đây. Việc của bạn chỉ cần click chọn hành trình di chuyển của mình là ok. Trên đây là những thông tin về trang đặt vé trực tuyến vé xe rẻ. Hy vọng với những thông tin mà Giao thông An toàn cung cấp tại đây đã giúp cho các bạn và quý vị có câu trả lời về vé xe rẻ có uy tín không? Chúc bạn một hành trình thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.